Xin chào mọi người. Thì hôm nay ta sẽ chỉ cho mọi người một cách mà mình hay thường nghĩa là dưỡng da, các bước dưỡng da. Ok, bước đầu tiên thì mình dùng sản phẩm này, đó là Nature Matte Toner. Nó là Refreshing Toner của Nature Matte. Thì sản phẩm này của Ý thì dùng rất là ok, thấy da rất là mướt. Sau cho mình bơi một chút lên da nè, xong mình vỗ thế này đã. Xong rồi thì mình sẽ bước tiếp theo thì mình sẽ dùng serum. Mình có thể dùng eye serum. Oh no, xin lỗi nhé. Bước tiếp theo mình có thể dùng eye serum đây. Cái này mình được tặng. Mình dùng một lọ trước đó rồi thì rất là tốt. Thì hát là mình vẫn còn dùng cái sản phẩm tặng này nên là mình chưa mua lọ to. Thì nó là sản phẩm của Estée Lauder, Advanced Night Repair. This one is for face. Yep, cho da mặt. Thì mình sẽ đổ ra lòng bàn tay một chút thôi, như thế này nè. Đó, sau đó mình sẽ đắp, sẽ xoăn. Cái dạng serum thì mình không nên xoa ra tay thì nó sẽ ế hết ra tay, thì mặt không được bao nhiêu. Mà dòng serum này thường nó đắt, lọ của nó là hơn 100 đô một cả thuế, và ở bên mình thì là khoảng tầm gần 150 đấy, chắc cũng phải tầm đấy đấy. Thì da rất là mướt, rất là thích, nó không bị nhờn, cảm giác như bôi lên không có gì, không có cảm giác là nó nặng nề cho làn da, thì nó rất là nhẹ, mình thích sản phẩm này. Đó, sau đó sau bước bôi serum thì mình sẽ bôi kem. Thì hiện tại thì mình dùng sản phẩm là Ginseng của Ewadam. Mình không biết cái này gọi chính xác là gì nữa. Nhưng mà mình đang dùng sản phẩm này thì thấy nó cũng rất là thích. Nó là dạng emulsion ấy. Nó nhẹ nhẹ. Mình không thích những cái sản phẩm nào mà nó quá nặng, quá đậm đặc, quá dày ấy. Mình không thích. Thích những loại dạng lỏng nhẹ nhẹ thôi. Thì đây, chỉ cần một chút thế này thôi, cho lên da. Đó, một lọ này chắc cũng phải đợi một năm thì chắc cũng chỉ cần dùng đến hơn hai lọ một chút thôi. Thì từ sản phẩm này xong thì mình sẽ bôi kem mắt nữa. Mình cố gắng xoa như thế này này, vo vòng tròn, xoa lên kem mắt. Thì nếu bôi kem mắt mình sẽ chỉ mọi người cách bôi kem mắt nhé. Mình cố gắng là mình nâng mặt, cái da mặt này lên này, tại vì càng có tuổi thì mình
da mình thường nó hay bị sệ ấy. Chán thì mình sẽ bôi như thế này. Đấy. Còn kem mắt nha. Kem mắt thì mình sẽ dùng kem mắt của Estée Lauder. Đây. This one is no, not this one. This one is yep. Dùng sản phẩm của Estée Lauder. This is this nó gọi là Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Cell Powder Power Eye Balm. Cái sản phẩm này ấy, nó cũng rất là tốt, nó cũng rất là nhẹ nhẹ, nó mỏng mỏng. Mình thích những sản phẩm mỏng mỏng, nó không để lại nhiều cái bã nhờn ấy, không để lại chất nhờn. Để xoa mắt thì mình massage như thế này nè, khoảng 8 đến 10 lần. Đấy, như vậy thì mình có học qua lớp mà massage da mặt đấy, thì được cô giáo chỉ dẫn như vậy đấy. Thì khi nào mình rảnh mình massage lâu lâu một chút, còn nếu không thì mình sẽ massage như vậy thôi. Đấy, quá trình dưỡng ẩm lần da đấy, dưỡng da đấy, gọi là dưỡng da đấy, thì mình sẽ dưỡng da ngay sau khi tắm hoặc là ngay sau khi làm sạch da mặt luôn đấy. Đó, thế da mình cũng rất là đẹp rồi. Ok, hôm nay thế thôi nhá. Hẹn mọi người lần sau. Bye bye.